Em bé mới được 6 ngày tuổi. Nếu mà mẹ mà chăm tốt thì khoảng độ hơn chục à một tháng hơn một tháng nữa, một tháng mấy ngày nữa thôi thì mẹ nó lại động đực nhé các bạn nhé. Đấy, chăm theo cách của mình này thì lý do tại sao cái trâu nhà mình nó chưa đầy một năm nó lại đẻ lại rồi. Đấy, cứ nó chỉ chừa khoảng độ bé đực là 10 tháng 22 ngày, còn bé cái là 10 tháng 10 ngày là nó đại đẻ. Đấy, có khi là 1 tháng 10 ngày nó lại động đực khi từ khi nó đẻ. Có tháng thì 10 à có đợt thì 10 tháng 15 ngày là tháng rưỡi các bạn ạ. Đấy. Nếu như các bạn mà chăm tốt các bạn phải cho ăn đúng. Chứ còn nếu như các bạn mà cứ cho ăn như bây giờ đẻ 6 ngày rồi, các bạn mà nó khô ráo như thế này rồi nhá. Mình quay cho các bạn xem. Khô ráo sạch sẽ như thế này rồi. Nhưng nếu như bây giờ các bạn cho ăn một là cái quả bấc vào là tự nhiên nó lại ra máu tươi luôn. Hai là các bạn cho ăn lá tre, măng tre. Đấy. Thì tự nhiên nó lại ra rong rong ra máu tươi nhầy nhầy ra luôn các bạn ạ. Nên là tại sao mình phải làm cái video này mà chia sẻ với các bạn nó là như thế. Các bạn hãy kiêng cho nó. Kiêng cho nó thì mình chăm nó thì nó tốt giả, mà mình dối nó dối giả. Thì cái gì nó Cho nó chẳng ăn. ăn thì Nhưng mà ăn nó không tốt cho cái điều kiện hoàn cảnh của nó những lúc này. Không để lại mô tả ở dưới phần mô tả thì mình làm video đến đâu là mình thuyết minh đến đó. Mong các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đưa các bạn ra cánh đồng cỏ của mình để mình chia sẻ với các bạn cái cách mình phải kiêng kỵ cái cỏ gì cho trâu mới sinh ăn. Đấy, khi con trâu của mình hôm nay là sinh là được 6 ngày rồi, nhưng mà mình vẫn phải kén cỏ cho trâu ăn. Đấy, cái cỏ này đây mình quay cho các bạn xem. Cái cỏ này là ruộng cỏ nhà mình đấy, nhưng mà nó là cái cỏ rôm, mình gọi nó là cái cỏ rôm. Tốt thì tốt lắm, xanh thì xanh lắm, vẫn còn non, thế nhưng mà mình không dám cho nó ăn. Lý do bởi vì nếu như các bạn mà trong 10 ngày các bạn mà cho trâu ăn cái loại cỏ này nhá. Đấy, cái cỏ loại cỏ này mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Đấy. Cái lá của nó rất là sắc, nó cắt tay mình như kiểu con dao nó cắt luôn các bạn ạ. Nếu mà nó cắt vào chân á, xong bắt đầu nó cái ngứa, xong rồi nó nổi mụn lên mà nó sưng mủ ra ấy. Ghê lắm, cái cỏ này ghê lắm. Thế nếu mà cỏ này mà trâu ăn sớm trước 10 ngày á thì là thứ nhất là nó sẽ bị nứt cái đầu vú. Khi con nó bú là nó nứt cái đầu vú. Thứ hai nữa là nó sẽ bị mất sữa. Đấy, có con thì bị mất sữa. Còn thường thường là bị nứt đầu vú. Còn đây thỉnh thoảng mới có cái bãi cỏ này, gọi là mình gọi là cái cỏ cỏ săn sắt ấy. Đây, lá nó tròn tròn ngắn ngắn này. Đây các bạn bì cho mình nhá, hai loại này. Đây cái loại này màu nó phấn bạc bạc hơn một tí này. Mà lá nó dài, còn cái loại này xanh đậm hơn và lá nó ngắn, nó tròn 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 tròn. Thì ăn được. Nhưng cái loại cỏ săn sắt này thì ăn được. Còn cái loại cỏ này thì mình gọi là cỏ ống, cỏ bấc. Lá dài dài này các bạn này. Nếu các bạn mà cho trâu mới sinh trước 10 ngày nhá, mà trong vòng 10 ngày mà trâu ăn phải cái loại cỏ này á thì nó rong huyết. Nó đang tự nhiên nó ra máu tươi luôn. Đấy các bạn ạ. Đấy. Riêng cái cỏ này, chỗ mình gọi là cỏ bấc. Nếu các bạn mà cho trâu mới sinh kể cả khoảng độ nửa tháng hoặc 10 ngày là tự nhiên nó sẽ ra máu tươi y như kiểu là các bạn cho nó ăn măng tre, ăn lá tre vậy các bạn ạ. Nó còn 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 nhạy hơn là cái loại ăn lá tre nhá. Đây mình gọi là cái cỏ bấc này. Đấy, nó ra hoa này các bạn này. Cái mùa tháng 3, tháng 4, tháng 5 á, ôi ôi nó tốt ngập đầu người. Mà những cái cây của nó to như kiểu là ngón tay ấy các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ nó là cái mùa heo. Đấy, mình nên chú ý cho các bạn một số điều là như thế. Nếu như trâu mới sinh trước 10 ngày thì các bạn đừng nên cho ăn cái lá tre là một, và cái cỏ bấc này là hai. Kể cả nửa tháng rồi nha các bạn cho ăn, nó vẫn ra huyết bình thường. Đang tự nhiên nó ra bật máu tươi ra luôn các bạn ạ. Đấy. Còn cái cỏ rôm này á thì là các bạn cho nó ăn nó thì nó sẽ bị có con thì bị mất sữa luôn này. Mà thường thường là nó bị nứt đầu vú ra.
là con mẹ nó đau nó sẽ không cho con nó bú các bạn ạ. Nên là trâu mới sinh là mình cho ăn rau khoai lang này, có cỏ voi này, mà như nhà mình thì cỏ voi thì nó mới ăn được có mấy hôm này nó hết rồi, thế là mình phải ra cái ruộng dạ này mình nhặt cái mầm lúa này các bạn này, nhặt mầm lúa để cho nó ăn và cho ăn thêm cả rau khoai lang nữa. Nếu cho ăn nguyên rau khoai lang thì nó sẽ hay bị đi ngoài đấy, nó ỉa phân lỏng thì mình phải cho ăn thêm cả cái mầm lúa đây này đấy, mình phải đi nhặt cái mầm lúa này. Tóm lại là mình dối nó thì nó dối giả các bạn ạ. Bây giờ mình phải chăm sóc con của cũng như con người. Tóm lại là đây, những cái mầm lúa như thế này mà bây giờ mình phải đi cắt, mình nhặt nhạnh từng ly từng tí một đấy. Vài bông, vài rảnh, vài lá một là mình phải cắt cho nó. Đấy, và đây là mình cắt cho nó đây này. Đấy. Cũng mệt phết các bạn ạ. Nhặt cái này lâu phết đấy, nhưng mà thôi thì con của nó cũng không khác gì con người. Thế và mình phải chăm bẵm nó thì coi như là nó sẽ thuận tiện, nó chăm nuôi con nó thì mình nhàn. Nhưng mà nếu bây giờ mà trâu mẹ mà mất sữa thì trâu bé nó còi cọc và nó mà bị nứt vú thì nó không cho con nó bú thì cũng rất là thương cái con trâu bé. Thế nên là chẳng biết các bạn như thế nào, nhưng mình thì mình chăm con của cũng như chăm con người kỹ lắm các bạn ạ. Ô các bạn ơi, ồ nắng quá rồi, nắng quá rồi, kia còn một góc ruộng nữa, chắc là được khoảng độ nửa tải nữa thôi các bạn ạ, nửa tải mầm lúa nữa thôi. Còn đằng này là mình cắt này, các bạn nhìn này. Đấy, và bây giờ mới được có một tải này. Ôi giá như mà con trâu be nó mà cứng cáp để cho con trâu mẹ nó đi thì nó cắt còn nhanh hơn mình cắt đấy các bạn ạ. Đấy, coi như là cắt quá nửa cái ruộng này. Đấy, tít tít đằng xa kia còn vài cái lưa thưa. Bây giờ là cái mùa này là chuột nó cũng về nó nhặt hết đấy các bạn ạ. Đây còn mỗi cái góc này là còn xanh xanh tí. Thì đến chiều mình lại ra mình cắt. Thôi cố kiêng cho em nó khoảng độ chục ngày thì mình mới cho nó ăn từ từ. Thì lúc bây giờ mình mới cho ăn từ từ, nghĩa là cho ăn nửa nọ nửa kia, hoặc là đệm độn thêm cái cỏ rôm mà thôi nhé các bạn nhé. Chứ còn cái cỏ rôm này mà các bạn cho ăn sớm thì là nó sẽ có những triệu chứng, một là mất sữa, hai là bị nát đầu vú. Còn cái cỏ bấc ấy thì các bạn cho ăn ấy, hoặc là lá tre các bạn cho ăn thì là nó bị rong, nó rong huyết. Đấy, rong huyết thì nó sẽ lâu khỏi, lâu sạch sẽ thì nó lại lâu động đực các bạn ạ, nó lâu động dục thì chúng ta lại chậm muộn mất cái năm sau. Và đây là đám ngô của mình cũng chủ động mình trồng ngô để đón trâu đẻ. Thế nhưng mà nó nắng quá các bạn ạ. Mình đây bơm nước, tưới tắm rồi thì bón phân, nhưng nó nắng quá. Gần 3 tháng nay là ở vùng mình không có một giọt mưa nào các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, đồng người ta bỏ hoang hết, không có ai trồng cấy cái gì cả. Nhưng riêng nhà mình thì mình có trâu nên là mình cũng chủ động mình trồng. Thế nhưng các bạn nhìn đây này, đấy. Còn cái đám ruộng ở cạnh đây liền bờ đây, người ta cuốc hố, người ta mang phân sẵn ra đây rồi. Thế nhưng mà trời nắng quá, khô khan là người ta không trồng. Đấy các bạn nhìn, cuốc hố hàng hàng, đấy, phân bỏ hết đây. Đấy, phân đã bỏ sẵn sàng ở đây rồi nhưng người ta không trồng. Còn của nhà mình đây thì mình trồng xong mình tưới tắm rồi thì mình phun thuốc, này, chăm bẵm, nhưng mà cây nó còn bé quá. Bây giờ cái loại cây này mà cắt cho trâu thì được mấy bữa đâu các bạn. Thế nên là mình đành phải đi kiếm cỏ ở bên ngoài. Có cỏ rôm đấy nhưng mà không dám cho ăn các bạn ạ. Và đây là vườn cỏ ngọt của mình các bạn ạ. Mình cũng trồng được gần 2 tháng nay rồi. Nhưng trời nó không mưa. Nhưng mà mình tưới thì nó cũng lên ít lắm. Nên bây giờ nếu mà cái cỏ ngọt này mà cắt thì cũng được bao nhiêu đâu các bạn. Thế nên là đấy, vườn này, vườn liền với cạnh chuồng trâu nhà mình luôn. Và đây là trâu nhà mình này, mình chăm bẵm lắm đi, nhưng mà nó vào cái thời điểm này nó nắng quá, nắng 3 tháng nay rồi nó không mưa các bạn ạ, nắng 3 tháng nay rồi không mưa. Đấy, và đây là em bé của mình này,
Em bé này mới được có 6 ngày tuổi các bạn. Đấy. Ơi, ơi, yêu trẻ, yêu trẻ. Đấy, em mới được 6 ngày tuổi chứ nếu mà cứng cáp một tí nữa thì cho đi ra đồng theo mẹ để cho mẹ đi cắt cỏ đỡ. Chứ không thì người vất vả quá. Nhặt đến hàng 2 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ mới được một tải mầm lúa về cho mẹ nó ăn. Ở đây các bạn xem. Đấy. Chú mẹ nhà mình đây này. Nếu hôm nay coi như là được 6 ngày mà coi như là sản dịch nó gần như sắp hết rồi đấy. Mẩy là teo khô rồi. Đấy. Do cách mình chăm sóc nữa các bạn ạ. Con trâu này nó mắn hay không cũng là do cách mình chăm sóc, chủ yếu là do cách mình chăm sóc nữa. Đấy, trâu nhà mình cái con này thì là khi trước là con mẹ nó đẻ được 10 tháng 10 ngày thì là mình lại cho đi lấy đực nhé. Đấy, nó động thì là mình cho đi thì là được luôn, đi một lần được luôn. Còn con trước thì là 10 tháng 15 ngày, nó tùy theo đấy chứ không phải là do đúng kỳ của nó đâu các bạn nhé. Nếu các bạn mà cho ăn tốt và các bạn chăm sóc tốt thì nó sẽ nhanh động đực và mình sẽ rút ngắn được thời gian các bạn nhé. Em bé mới được 6 ngày tuổi. Nếu mà mẹ mà chăm tốt thì khoảng độ hơn chục một tháng, hơn một tháng nữa, một tháng mấy ngày nữa thôi thì mẹ nó lại động đực nhé các bạn nhé. Đấy, chăm theo cách của mình này thì lý do tại sao cái trâu nhà mình nó chưa đầy một năm nó lại đẻ lại rồi. Đấy, cứ nó chỉ chữa khoảng độ bé đực là 10 tháng 22 ngày, còn bé cái là 10 tháng 10 ngày là nó đại đẻ. Đấy, có khi là 1 tháng 10 ngày nó lại động đực khi từ khi nó đẻ. Có tháng thì 10 có đợt thì 10 tháng 15 ngày là tháng rưỡi các bạn ạ. Đấy. Nếu như các bạn mà chăm tốt các bạn phải cho ăn đúng chứ còn nếu như các bạn mà cứ cho ăn như bây giờ đẻ 6 ngày rồi, các bạn mà nó khô ráo như thế này rồi nhá. Mình quay cho các bạn xem. Khô ráo sạch sẽ như thế này rồi. Nhưng nếu như bây giờ các bạn cho ăn một là cái quả bấc vào là tự nhiên nó lại ra máu tươi luôn. Hai là các bạn cho ăn lá tre, măng tre. Đấy. Thì tự nhiên nó lại ra dòng ra máu tươi nhề nhề ra luôn các bạn ạ. Nên là tại sao mình phải làm cái video này mà chia sẻ với các bạn nó là như thế. Các bạn hãy kiêng cho nó. Kiêng cho nó thì mình chăm nó thì nó tốt giả, mà mình dối nó dối giả. Cho nó ăn thì cái gì nó chả ăn. Nhưng mà ăn nó không tốt cho cái điều kiện hoàn cảnh của nó những lúc này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn luôn luôn có những nhiều kinh nghiệm để chăm sóc con của làm sao cho nó hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Mình không để lại mô tả ở dưới phần mô tả thì mình làm video đến đâu là mình thuyết minh đến đó. Mong các bạn hãy thông cảm cho mình nhé.